Đấy, tối nay lành quá mình cứ trùng cái mũ như thế này đi luôn quý vị, không cởi mũ ra. Hôm nay đi xe máy mình làm biếng cởi mũ ra luôn quý vị, lành quá mà. Ai, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 19 giờ tối ngày 20 tháng 12 năm 2023. Mình đang có mặt tại cầu Ông Đào quý vị, bên cạnh hồ Xuân Hương ha. Tối hôm nay phải nói Đà Lạt rất là lạnh, lạnh từ hồi trưa đến giờ quý vị. Bỗng dưng trở rét ha. Nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 16 độ C. Nếu về khuya thì nhiệt độ tầm khoảng 13-14 độ C thôi quý vị. Với một mức nhiệt như thế này thì sẽ rất là lý tưởng để cho chúng ta đón Giáng sinh ha. Đó, một cái Giáng sinh ấm áp. Lạnh thì thường thường lạnh đi bên nhau mới gọi là ấm áp quý vị ha. Rất là tuyệt vời. Đó. Bà con mình nói Noel mà không lạnh thì nó không phải là Noel ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt đón Noel nó phải lành cơ, thì đúng đúng cái dịp lành luôn rồi quý vị, rất là tuyệt vời luôn, lành lắm quý vị. Hôm nay phải nói trùng kính mấy Tết. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn dạo dòng ha, đến với nhà thờ Đô Bốt Cô đó quý vị, để xem họ trang trí Noel nó như thế nào. Rồi mình lên đường thôi ha. Rồi mình đi quý vị, đi hướng như thế này là chúng ta sẽ hướng qua chợ đêm đó. Chợ đêm trung tâm khu Hòa Bình, còn hướng ngược lại là chúng ta sẽ đi ra quảng trường Lâm Viên ha. Cầu Ông Đào thì bây giờ người ta đang làm con đường hoa khá là đẹp và rực rỡ luôn. Hôm nay trời lạnh gió to nữa, hồi chiều thì có những cái hạt mưa giống như là mưa phùn sương thôi, nhỏ thôi quý vị, không cần phải mặc áo mưa ha. Nghe nói ở dưới Nha Trang, một bạn ở dưới Nha Trang cho biết thì đang mưa to tầm tã. Năm nay không khí lạnh nó tràn về ở ngoài miền Bắc ấy. Miền Bắc rét lắm luôn, thậm chí là ở những cái tỉnh thành miền núi phía Bắc là rét đậm rét hại luôn quý vị. Ví dụ như là Sapa phải nói là băng giá luôn. Đi thẳng vào trong là chúng ta sẽ vào chợ đêm quý vị ha. Với mức nhiệt như thế này thì phải nói là người Hàn Quốc họ thích lắm quý vị. Nó không rét lắm và cũng không có nóng. Người Hàn Quốc thì phải nói ở bên nước họ lạnh lắm luôn. Nhiệt độ có thể âm, tuyết rơi, khá là khắc nghiệt. Tuyết rơi là khắc nghiệt rồi quý vị, lạnh quá mà. Đó, quý vị thấy gió ghê không? Gió rít ghê không? Nó rít như thế này là buốt luôn á. Đó, quý vị mà đi lên đón Noel ở thành phố Đà Lạt ha, thì nhớ mang theo cho mình, trang bị cho mình những cái đồ ấm. Bà con mà khách du lịch ấy, còn người dân Đà Lạt thì biết rồi ha. Lên đây là khu Hòa Bình quý vị. Đó, với cái lạnh như thế này bà con mình phải nói là nếu như mà có người yêu rồi đi lang thang khoác tay nhau trong cái mùa đông lạnh giá như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Những ngày đầu tuần như thế này thì Đà Lạt nó cũng vắng vắng và nhẹ nhàng. Hôm qua mình ra chợ đêm đi bộ quay vòng vòng cũng thấy có người cũng vui vui, nhưng mà nó không có đông giống như là những ngày cuối tuần mà thôi. Đây là con đường Phan Bội Châu quý vị, mình đi hướng như thế này là hướng về đường Bùi Thị Xuân và đến với nhà thờ Đô Bốt Cô. Hiện nay thì ở các nhà thờ thành phố Đà Lạt đang trang hoàng khá là đẹp.
đặc biệt là nhà thờ Con Gà, nhà thờ Thanh Tâm, rồi nhà thờ Đô Bút Cô là ở ngay trung tâm ha, nhà thờ Đông Men nữa. Ngoài ra có nhà thờ Du Sinh và nhà thờ Thánh Mẫu. Đó, đây là trung tâm thương mại quý vị, là Đà Lạt Center chợ mới ha. Khu vực ăn uống đó, cũng khá là vắng vắng này. Đấy, trang hoàng khá là lung linh luôn. Đấy, nhìn những cái sắc màu như thế này là phải nói là nó Tết cần kề đây. Cái tòa nhà này bữa tối lên đèn nhìn lung linh cũng đẹp quý vị ha. Tới đầu kia là có cái khách sạn 4 sao, khá là sang trọng và ấm cúng, nằm ngay chợ Đà Lạt, Hotel Colin. Đó. Đi theo cái bậc cầu thang này là chúng ta sẽ xuống chợ đêm luôn. Ở đây có cái cây thông Noel cũng khá là lớn luôn quý vị này. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đó, Hotel Colin trước đó quý vị. Lên đèn đẹp à, rực rỡ, sang trọng, quá tuyệt vời. Rồi xuống đây là con đường Bùi Thị Xuân quý vị, là con đường Võ Tấn năm xưa hả. Góc đường này bây giờ người ta mở quán cà phê, nhìn cũng khá là đẹp luôn. Năm xưa nó cũng lụp sụp lắm quý vị, bây giờ trang hoàng lại đẹp ha. Túi Ba Giang, túi Ba Gang, nhưng phải là Ba Giang. Vừa bán cà phê và vừa bán đặc sản Đà Lạt luôn, bánh mứt rồi đó. Rất là tuyệt vời. Nếu như mà buổi tối ở những khu vực trung tâm này, quán xá nào người ta cũng bán buôn được, mở đèn lung linh, nhìn nó sáng cả cái khu phố thì phải nói rất là tuyệt vời. Tuy nhiên trong thời buổi hiện tại buôn bán khó khăn cho nên cũng có khá là nhiều những cái cửa hàng người ta đóng cửa. Cho nên chỉ lốm đốm có những cái điểm tối. Đó. Và nhà thờ Domen, nhà thờ Đô Bút Cô đấy quý vị. Đã không? Quá tuyệt vời, để mình dừng đây ngay ha. Đây, quá đã luôn. Hiện tại bây giờ thì thấy nhà thờ Đô Bút Cô lên đèn là lung linh và đẹp nhất. Thấy nhà thờ Con Gà thì vẫn chưa lên đèn này. Đến cái buổi lễ chính thức người ta mới lên đèn quý vị. Quá đẹp. Yêu thương và sống cho giới trẻ. Có một số du khách hòn tới để check in rồi ha. Đây là một nhà thờ dòng Đô Bút Cô và cũng khá là cổ kính. Có cái mặt đằng sau này quý vị, có cái mặt đằng sau á là người ta xây theo cái lối kiến trúc châu Âu khá đẹp. Trong này là sảnh chính ha. Để xe trước đó không biết không? Thôi không sao đâu, cứ đi liều đi quý vị. Lưu sau một cái ha. Cái xe gắn máy mình để liều vậy thôi. Còn bà con mình thì cũng nhớ bảo quản ha. Wow, sau này trang hoàng đẹp lắm quý vị. Đấy. Rất là đẹp, quá tuyệt vời. Đấy.
cổ kính quý vị, cổ kính và nó có gì đó mang dáng dấp của những cái lối kiến trúc châu Âu. Cái này làm bằng nhà xốp à. Rất là lung linh luôn ha. Đó, nhìn cái về bên kia là chùa đấy, chùa Tâm Ấn, lên đèn cũng rất là đẹp luôn. Cái này họ thiết kế mình thấy nó ấn tượng ha. Đó, ở đây họ thiết kế và nói là như cực kỳ hoành tráng. Trước cũng là hang đá, sau cũng là hang đá. Rất là nhiều hang đá luôn. Nhìn về hướng kia quý vị thấy là những cái vệt sáng ở hướng đông đấy, dưới biển ở dưới Khánh Hòa nè quý vị. Đó, những vệt sáng như vậy á, trên bầu trời nó đang mưa đó, mây và mưa đó. Giống kiểu có bão ở dưới đó luôn quý vị. Đây là quan nướng Chu này. Hồi trước nó nằm ở Phạm Ngũ Lão á, bây giờ người ta dọn qua đây. Dọn qua đây cũng khá lâu rồi. Rất là rộng luôn á. Thứ bảy chủ nhật khách xếp hàng luôn quý vị. Hiện tại thì khá là vắng này. Đầu tuần á, khá là vắng. Tại vì bây giờ quán nướng người ta mở ra nhiều lắm rồi. Đặc biệt là ở dưới khu vực Hoàng Hôn Xóm Lèo ấy. Trời ơi, người ta mở và nó hàng chục quán ở dưới đó luôn quý vị. Rồi, lên lấy xe là vào đi quý vị. Nhà thờ Đô Bút Cô đúng là năm nào cũng làm hoành tráng hết quý vị. Wow, hay quá, chiếc xe vẫn còn. Thấy nhà dân người ta cũng có nhiều nhà, họ cũng chơi Noel cũng trang hoàng hoành tráng lắm ấy. Những cái bà con mà theo đạo á quý vị. Mì cay cháo ăn Singapore khá là đông luôn, đang hot. Bệnh viện Mắt Sài Gòn, wow, bệnh viện hơi bị lớn luôn. Sài Gòn lên mở bệnh viện mắt hơi bị lớn luôn. Khách sạn này vẫn chưa có người thuê để đưa vào hoạt động à? Đấy. Lên đây là khách sạn Golf Play nè. Những cái khách sạn mà hàng sang sang như thế này rồi quý vị, mà ngay trung tâm này á, thì những cái dịp lễ là phải nói là cháy rồi trong đó. Người ta đặt kín mít rồi đó quý vị. Những cái hàng mà bình dân không có sao thì đầy luôn, không cháy nổi đâu. Rất là nhiều. Mình sẽ chạy tới con đường Thông Thiên Học, vòng về An Dương Vương để cho bà con mình xem cảnh đời sống của đường phố Đà Lạt nó xa trung tâm như thế nào. Mỗi lần đi ngang qua mình ấn tượng với cái quán cơm này, quá tuyệt vời.
Đà Lạt nếu như mà nguyên cả con phố, quán nào cũng làm những cái mô hình quán cơm cái kiểu cổ cổ xưa xưa như vậy đó quý vị. Nhìn nó hay hay ha. Xiên Khè này. Đây là quán bar này quý vị. Đấy. Quán nhậu luôn ha. Mình đi hướng như thế này là hướng về ngã năm đại học. Tới ngay chợ Bùi Thị Xuân này mình rẽ trái vào đường Thông Thiên Học ha. Đồ Noel này, đó. Đồ Noel bán bao la luôn. Rất là sặc sỡ luôn. Đây là chợ Bùi Thị Xuân. Chợ Bùi Thị Xuân người ta bây giờ vẫn còn hoạt động ha. Thường thường bây giờ là những ngôi chợ dân sinh là người ta dọn về hết rồi. Bà con mình vẫn còn tranh thủ bám trụ, bán khuya khuyên chút được đồng nào hay đồng đó đó quý vị. Rẽ trái như thế này là vào đường Thông Thiên Học. Vào trong những khu dân cư này á, nó lặng lẽ lắm quý vị. Lặng lẽ, êm đềm và buồn buồn vậy lắm. Trong những khu vực này thì nhà trọ sinh viên nhiều lắm luôn. Đó, ở Đà Lạt nó cứ êm đềm như thế này đó. Nếu như mà bà con mình mà cuộc sống năng động mà muốn sôi động á thì sẽ không phù hợp khi mà định cư ở trên cái mảnh đất nó êm đềm như thế này, nó buồn buồn như thế này. Chỉ có những người nào hướng nội, những người nào chán cuộc sống xô bồ rồi, chán thực sự luôn chứ không phải là chán tạm thời đâu, thì mới sống được. Chứ còn chúng ta đang thích sôi động, đang năng động mà cảm giác thèm nhất thời thì nhiều lúc cũng không phù hợp. Về ở 1-2 tháng là thấy trời ơi sao nó buồn thế. Đó, như vậy đó. Thực sự phù hợp mới ở được quý vị. Mình ngày xưa mới chân ướt chân ráo mà xách ba lô vào trong này, những khung cảnh mà năm 2000 đó quý vị, thì phải nói là nó hoang sơ và sương mờ dày đặc, mà nó buồn, nó nhớ nhà và nó cảm giác nó có gì đó nó phải nói là cũng thê thảm lắm, buồn chịu không nổi luôn. Nhưng mà trải qua một thời gian khá là dài cho đến bây giờ là 20 năm rồi, cho nên gì nó quen ý, cảm giác nó quen á, và dần dần nó thích luôn đó, phù hợp luôn. Chứ còn không là như lúc đầu mà nó buồn thôi rồi luôn quý vị. Nhất là những ai mà chân ướt chân ráo vào đây mà không có người quen, không có người thân đó, cứ đi ở trò và thui thủi một mình thì
thì nó còn buồn thế thảm hơn nữa. Và khi mà chúng ta buồn là chúng ta hay nảy sinh những cái gọi là tiêu cực, những cái thú chơi vô bổ, ví dụ nó tìm đến bạn bè để gọi là giải khuây giải buồn với những cái cuộc nhậu bí tỉ đấy. Và khi đã say vào những cơn men, sa đà vào những cuộc nhậu thì nhiều lúc nó sẽ làm cho chúng ta tương lai nó cảm thấy nó mờ mịt lắm, và cái sự nghiệp của chúng ta nhiều lúc nó cũng bị chôn vùi. Vì khi mà có mùi rượu bia vào và đầu óc không tỉnh táo mà cứ vùi đầu vào như vậy thì làm sao mà làm việc được quý vị, làm sao đủ cái độ minh mẫn và tỉnh táo để làm việc được. Và bí tỉ trong những cơn say như vậy chỉ phù hợp với những người làm nghệ thuật đấy, nghệ sĩ. Ra đây là con đường Phan Đình Phùng, rẽ phải là chúng ta sẽ đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn rẽ trái như thế này là về lại trung tâm. À, xuống đây một cái là sáng liền ha. Những cái siêu thị bán lẻ, ví dụ như là Con Cưng này, rồi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh này, đó. Thời gian trước là phải nói với quý vị, khách vô ra nườm nượp, nhân viên mà nó là đứng tư vấn là liên tục. Nhưng mà hiện nay thấy nó cũng ảm đạm ha. Ăn vặt góc phố này, trà sữa bánh tráng này quý vị. Tới góc này là có bánh đồng xu phô mai này. Buổi sáng mình đi góc phố này, thích đường máy này. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video cập nhật tình hình thời tiết của thành phố Đà Lạt, cũng như là dẫn quý vị đi đến nhà thờ trang trí Noel đẹp Don Bosco và lòng vòng những tuyến phố để tham quan đời sống của bà con người dân Đà Lạt trong buổi tối giữa tuần như thế này. Ở cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.